Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị xem xét cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ 9 và tổng kết nhiệm vụ xây dựng tỉnh nông thôn mới năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các ban sở ngành liên quan. Theo kế hoạch, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ 9 và lễ đón bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới diễn ra vào sáng ngày 24 tháng 11. Đến nay, mọi phần việc chuẩn bị như khâu trang trí, tổ chức đón tiếp đại biểu, đảm bảo an ninh trật tự, công tác hậu cần biểu diễn văn nghệ tuyên truyền cơ bản hoàn tất. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị liên quan, đồng thời khẳng định Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ 9 và lễ đón bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là một sự kiện quan trọng của tỉnh, đánh dấu những kết quả nổi bật, sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới 10 năm qua và thi đua yêu nước từ năm 2015 đến năm 2020. Vì vậy, các sở ngành chức năng và đoàn thể liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ, tiếp tục ra soát lại những phần việc được phân công, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm như trang trí tổ chức đón tiếp đại biểu khách mời, tham luận, đảm bảo an ninh trật tự, công tác phục vụ hậu cần, biểu diễn văn nghệ tuyên truyền để làm sao buổi lễ diễn ra trang trọng và tiết kiệm.